Thưa quý vị và các bạn, mùa hè 2024 đánh dấu chặng đường 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện tại Đắk Lắk. 4 tháng qua với nhiều hoạt động thanh niên xung kích vì cộng đồng. Đến thời điểm này mùa hè đi qua, nhưng nhiều công trình phần việc thanh niên ý nghĩa vẫn đang tiếp tục phát huy. Với trên 7.000 chiến sĩ tham gia, chiến dịch thanh niên tình nguyện đã góp sức sửa chữa 109 km, làm mới 15 km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ hiện thực hóa 1.507 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên, hỗ trợ 27 dự án khởi nghiệp sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp cho 17.300 lượt đoàn viên thanh niên. 19 trên 19 đoàn cấp huyện đảm nhận triển khai tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đội thanh niên tình nguyện của tỉnh về phối hợp cùng thực hiện chương trình mùa hè xanh, thì đoàn xã cũng triển khai kế hoạch trong khung chương trình mùa hè xanh là tổ chức lực lượng ra quân là dọn dẹp vệ sinh ở các tuyến đường liên xã. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội ý nghĩa khác cũng được triển khai, đem lại giá trị vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch của năm nay thì đa số các đơn vị của cấp huyện thì đều triển khai rất là mạnh về công tác gọi là xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là các đơn vị cấp huyện đã lựa chọn các xã và đang về đích nông thôn mới trong năm nay và các thôn buôn có hoàn cảnh khó khăn và nắm được tới lực lượng đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi một mùa hè đi qua, chiến dịch thanh niên tình nguyện ngày càng lớn mạnh, qua đó khơi dậy ngọn lửa, nhiệt huyết của tuổi trẻ tỉnh nhà để viết tiếp hành trình tình nguyện, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.